Nhiều đá, nhiều màu, nhiều kích cỡ.
cỡ, to nhỏ lớn bé. Ok, múc được tốt nhé. Các bạn nhỏ thấy không? Trời, viên đá cuội rất là xinh nhá. Rất là dễ thương đấy. Mình rất là thích đá cuội. Wow. Chỉ một chốc là đầy rồi. Đầy thùng xe rồi. Bây giờ đi rồi. Go. Oh yeah. Xe máy xúc. Có bánh xích nè. Có cần múc nè. Gặp rồi nè. Ok, lúc nãy xe máy xúc làm việc rồi đấy. Các bạn thấy không? Xe làm việc rất là tốt. Các khớp cử động rất là linh hoạt nhé. Cái ống khói này nhỏ xíu vậy hả? Rất là dễ thương. Bánh xe, bánh xích. Ok. Cái mái màu trắng, đầu xe màu vàng và bánh xe màu đen. Bánh lu cũng màu đen luôn. Bánh xe này có hai bánh xe và bánh xe lu giúp xe giữ thăng bằng tốt. Rồi như thế nào? Có thể di chuyển rất là dễ dàng qua lại. Ấn một cái nút ở dưới xe nó có thể tháo ra được không nhé? Oh wow, rất là dễ luôn các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ nhìn xem nhé, mình chỉ cần ấn cái nút ở dưới này, ấn là có thể đưa cái bánh lu này vào, rồi thả tay ra. Ok, chuyển động rồi. Yeah, rất là dễ đấy.